Trời ơi, ngon lành. Nhẹ nhàng thôi, 74 nhẹ nhàng. Trời ơi. Rồi yêu cầu con gì? Ngoại hình đàn trai thế nào nữa? Dạ, con thích bạn trai da ngăm ngăm. Có da trưởng hay không? Chắc không có đâu. Vũ ơi, có da trưởng không Vũ ơi? Dạ không cô. Không có da trưởng đúng không? Dạ vâng. Rồi còn Vũ, Vũ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ muốn tìm một cô gái mà không cần xinh lắm, biết chia sẻ công việc với mình, biết hiểu mình, chăm sóc mình tốt. Ngoại hình sao? Chiều cao thấp hơn mình là được rồi. Thấp rồi đó. Dạ. Rồi con có mấy mối tình rồi? Dạ, có hai mối tình. Hai mối hả? Dạ vâng. Sao chia tay? Dạ ở tại là chia tay vì khoảng cách xa. Bạn này con ở đâu? Thảo ở. Thảo ở đâu vậy? Dạ con sinh ra và lớn lên ở Bình Phước. Hiện tại thì con đang học tập ở Sài Gòn. Đây đang ở Biên Hòa đúng không? Dạ. Cũng không xa. Con có một cái yêu cầu thêm gì nữa ở người bạn trai của mình không? Nếu mà bạn trai bên kia có một nụ cười đẹp thì cười tươi. Thì cười tươi. Dạ thì con nghĩ là những người như vậy thì thường là vui vẻ, hòa đồng và họ sẽ năng động. Ai cũng cười tươi hết con. Mời em trai giới thiệu về mình. Lời đầu tiên em gửi lời đầu tiên đến với chương trình, em gửi lời chào tới chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân và bạn nữ bên kia và toàn bộ khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Nguyễn Ngọc Vũ, em sinh năm 1995, sinh ra và lớn lên tại Biên Hòa Đồng Nai. Hiện em đang công tác tại đơn vị ban kỹ thuật trung đoàn 935 sư đoàn 370. Em công tác cụ thể là gì? Em bên bộ phận tác chiến điện tử. Dạ, xin chào cô Hồng Vân, chú Quỳnh Linh, anh Vũ bên kia và toàn bộ khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Phạm Thị Thu Thảo, em đang là nhân viên văn phòng tạm thời thôi. Em vừa mới tốt nghiệp đại học và đang chờ bằng để kiếm một công việc tốt hơn. Dạ. Mình vừa mới tốt nghiệp đại học, vậy là năm nay con nhiêu rồi? Dạ, con 23 tuổi, con sinh năm 97. Trẻ quá trời luôn, nói chứ 95 là cũng đến tuổi cập kê. Vũ có điểm mạnh điểm yếu gì nói cho đàn gái nghe đi. Điểm mạnh của con là vui vẻ hòa đồng. Con nấu ăn giỏi. Nấu ăn giỏi? Dạ vâng. Vì con có học qua nấu ăn rồi. Có rồi đàn... quá giỏi, đàn ông biết nấu ăn là giỏi rồi. Gì nữa Vũ? Dạ chăm sóc chu đáo. Chăm sóc chu đáo? Chăm sóc ai chu đáo? Chăm sóc gia đình. Chăm sóc gia đình. Chăm sóc em được không anh? Được. Được, nó lớn lên. Được chưa em? Sao Thảo lại thích lấy chồng bộ đội? Dạ, tại con thì ngày xưa... Nói lớn cho anh nghe coi, anh đã coi. Dạ, ngày xưa thì con cũng từng thi vào quân đội công an. Tại vì con cũng rất là yêu thích ngành này. Nhưng mà không có duyên á, không đủ điểm. Cho nên là con đã trẻ hướng khác và thi vào Học viện Hành chính Quốc gia. Thi vào bộ đội chắc là ốm quá, không nhận đúng không? Sức khỏe không đủ gì đúng không? Dạ không, sức khỏe tốt coi. Rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của con là gì nè? Dạ, về điểm mạnh thì con nghĩ mình là một người vui vẻ, dễ hòa đồng và năng động. Còn về nhược điểm thì con có một xíu hơi hay quên, với lại cũng hơi là nhạy cảm. Nhạy cảm là sao? Dạ. Dễ khóc dễ cười hả hay sao? Dạ, cũng sáng nắng chiều mưa. Sáng nắng mưa. Dạ, chưa áo khóc gì đó. Vậy đó hả? Dạ. Có hay ghen không? Dạ, cũng tùy trường hợp ạ. Rồi con thích cái mẫu người đàn ông của mình sao? Con thì thích một người con trai trưởng thành, không hút thuốc, có thể là uống bia rượu, nhưng mà đúng lúc và có chừng mực. Khi anh ở nhà thì anh có thể phụ giúp với em. Là phải hỗ trợ cho em đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà ngoại hình thì sao con? Con thích đàn ông ngoại hình thế nào? Dạ, con thì thích bạn trai cao hơn con. Dạ. Cao hơn con? Dạ. Con cao mét mấy? Dạ, con cao 1m66. Trời, quá dữ luôn. Đây mét mấy? Mét 74. Được. Trời ơi, ngon lành. Nhẹ nhàng thôi, 74 nhẹ nhàng. Trời ơi. Rồi yêu cầu con gì? Ngoại hình đàn trai thế nào nữa? Dạ, con thích bạn trai da ngăm ngăm. Có da trưởng hay không? Chắc không có đâu. Vũ ơi, có da trưởng không Vũ ơi? Dạ không cô. Không có da trưởng đúng không? Dạ vâng. Rồi còn Vũ, Vũ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ muốn tìm một cô gái mà không cần xinh lắm, biết chia sẻ công việc với mình, biết hiểu mình, chăm sóc mình tốt. Ngoại hình sao? Chiều cao thấp hơn mình là được rồi. Thấp rồi đó. Dạ. Rồi con có mấy mối tình rồi? Vũ? Dạ, có hai mối tình. Hai mối hả? Dạ vâng. Sao chia tay? Dạ ở tại là chia tay vì khoảng cách xa. Bạn này con... ở đâu? Thảo ở. Thảo ở đâu vậy? Dạ con sinh ra và lớn lên ở Bình Phước. Hiện tại thì con đang học tập ở Sài Gòn. Đây đang ở Biên Hòa đúng không? Dạ. Cũng không xa. Con có một cái yêu cầu thêm gì nữa ở người bạn trai của mình không? Nếu mà bạn trai bên kia có một nụ cười đẹp thì
cười tươi. Thì cười tươi. Dạ thì con nghĩ là những người như vậy thì thường là vui vẻ, hòa đồng và họ sẽ năng động. Ai cũng cười tươi hết con. Thích có răng cứng như con không? Dạ. Răng đều đẹp. Răng đều đẹp thôi. Ừ. Mà mình có mấy mối tình rồi Thảo? Con thì cũng từng có một mối tình. Một mối tình sau chia tay? Dạ thì cũng là yêu xa, khoảng cách xa quá, dạ niềm tin không có đủ lớn. Thế bạn đó phản bội con và con cô gái khác. Trời, dạ cho nên là con đã kết thúc. Đây cô gái xinh đẹp gì mà phản bội thì tội cô nghiệp. Cô chủ động kết thúc mấy chú trong quân đội. Tại vì trong quân đội là đầu tiên phải rèn rủa, làm kỷ luật. Kỷ luật. Kỷ luật thủy chung đó. Son sắc. Đó. Thôi mình cứ yên tâm đã nha. Rồi. Ha. Dạ. Qua coi đàn trai đi, đàn trai cao ráo 1m74 ha. Để coi nghe. Tóc tai hết gọn gàng ha. Hiền lành, chất phác. Đó. Chào Vũ. Dạ chào cô. Ừ. Sao nè Vũ? Nãy giờ Vũ nghe bạn này bạn đòi hỏi vậy, Vũ thấy mình có bao nhiêu phần trăm Vũ? 90% ạ. 90% luôn. Vâng. Khẳng định luôn, tự tin dễ sợ. Còn sao còn con thấy mình có bao nhiêu phần trăm? Dạ 101%. 101 luôn nha Vũ. Nên ta tự tin hơn mình nữa đó. Dạ, Vũ cười có răng khểnh không? Dạ không có. Không có răng khểnh hả? Đâu muốn mua răng khểnh gắn vô có gì đâu sợ. Ủa thì tôi có nói gì đâu trời. Khó khăn thiệt á. Thì Vũ, muốn yêu bữa nay Vũ đi. Bữa nay Vũ đi với ai vậy Vũ? Hôm nay em đi với các đồng chí đồng đội. Các đồng chí đồng đội. Với thủ trưởng của mình. Đâu thủ trưởng, xin mời thủ trưởng bên Vũ. Xin gửi lời chào tốt đẹp nhất tới ban biên tập chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin kính chúc anh Quyền Linh và chị Hồng Vân sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Lời đầu tiên thay mặt cán bộ chiến sĩ trung đoàn 935 muốn nói là em gái rất là dễ thương, thông minh, sắc sảo. Em rất tuyệt vời. Đấy. Rất tuyệt vời luôn. Đó. Vũ nghe chưa? Vũ nghe chưa? Còn về đồng chí Vũ của đơn vị chúng tôi thì đồng chí Vũ là một người rất là hiền lành, hơi nhút nhát nhưng chuyên môn nghiệp vụ rất là giỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Còn trong cuộc sống thì đồng chí luôn quan tâm đến bạn bè, đồng chí đồng đội. Đồng chí là một người tốt, luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Còn đến với chương trình hôm nay thì chúng tôi rất mong muốn hai bạn sẽ dành cho nhau nhiều tình cảm hơn nữa, tiến xa hơn nữa, đặc biệt trong thời gian gần nhất đơn vị và chương trình sẽ nhận được thiệp hồng mang tên hai bạn. Xin cảm ơn. Rồi, hôm nay bạn Thảo đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi với hai người bạn thân thiết của em và em rất muốn nghe được sự chia sẻ của hai người bạn nè. Dạ, lời đầu tiên thì con xin chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân ạ. Con tên là Phương, con là bạn thân của Thảo, cũng thân cũng gần 10 năm rồi. Dạ, thì Thảo, nhận xét trước về Thảo thì Thảo rất là hiền, chuẩn người phụ nữ gia đình á. Nhưng mà bị cái là hơi hay quên chút. Nên là nhiều khi anh mà làm nó giận là nó cũng không nhớ đâu. Dạ. Nghe anh nói là anh có nấu ăn được thì bù cho Thảo. Tại vì Thảo nấu ăn thì vẫn được, nhưng mà nó không được khéo cho lắm. Nấu đơn giản thôi, ví dụ như là gạo luộc, rau luộc, các thứ gạo đó. Gạo luộc. Dạ. Trời thì ơi, cũng tương... mà dạ, nói chung là Thảo là rất là hiền. Nhận xét về bên bạn này á Thảo, thì anh này đẹp trai, chuẩn gu của Thảo, cao to đen, còn hôi hay không thì chưa biết. Tại là Thảo phải thử. Nếu như mà được á, thì hai bạn có thể là cho nhau cơ hội. Tại vì mình gặp ở đây là duyên trước đã. Hai bạn cảm thấy nếu như mà là nửa mảnh ghép của nhau á, thì mình sớm có tin vui. Dạ. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Áp lực quá ha. Nghe bạn nói xong áp lực. Mở rào. Mở ra. Con chờ mở xong cầm. Rồi, bắt đầu đi. Rồi, đã, đứng lên tặng nè. Để cho anh. Dạ, em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Dạ. Đâu, quà sao, nói ý nghĩa coi. Nói ý nghĩa coi quà là cái gì nè. Mở ra. Dạ, quà là cái ly. Cái ly, bởi vì cái ly hay dùng thường xuyên nên mỗi lần dùng thì nhớ tới người mà đồng hành cùng với mình. Thảo tặng gì con? Dạ con tặng một cuốn sách có tên là Đúng Việc, thì hy vọng là anh cũng sẽ chọn được đúng người. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ dạ em cho anh, em cảm nhận là thấy anh khá là điển trai. Em rất là thích cái điểm đó là anh nấu ăn rất là ngon. Hồi nãy thì em có nghe anh chia sẻ là lý do anh chia tay á là do khoảng cách xa quá. Thì không biết là khi mà em hiện tại thì trước mắt thì chắc em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn, mà anh thì anh ở Biên Hòa.
Vậy thì không biết là mình cũng có khoảng cách, cũng hơi gọi là cũng có xíu khoảng cách địa lý một xíu. Vậy thì không biết là ví dụ như trong một tháng thì anh có thể lên gặp em được mấy lần? Nếu mà đơn vị tạo điều kiện cho phép thì thứ bảy chủ nhật anh sẽ chạy lên Sài Gòn để thăm em từ 1 đến 2 lần. Trừ những hôm mà anh trực không để thăm em được thì anh sẽ nói cho em nghe. Vì nhà anh ở dưới Biên Hòa nên có thể anh sẽ ở Biên Hòa luôn. Dạ. Em có thể lập nghiệp xong, em có công việc, em đang làm công việc tốt mà em có thể xuống Biên Hòa ở cùng với gia đình anh. Kiểu tiến tới hôn nhân rồi. Cưng dễ sợ cưng. Em cũng nghĩ là hiện tại thì trước mắt em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn. Nếu như ở dưới Biên Hòa có công việc phù hợp thì em cũng linh động và chủ động có thể xuống ở gần anh hơn. Thì dĩ nhiên là em vẫn sẽ thích ở gần người yêu của mình hơn. Còn về vấn đề mà mình sống chung hay sống riêng á, hoặc là ở chung với bố mẹ hay không á, thì em cũng không có ngại việc làm dâu. Nhưng mà em rất là mong muốn là hai đứa mình có thể ra ở riêng với nhau và vẫn có thể chăm lo được cho bên nội và bên ngoại. Em hiểu tính chất công việc của anh, những lúc anh bận hay gì kia thì em có thể chủ động, nhưng mà ngược lại thì anh cũng không thể như vậy mà ý y được, tại vì em dù sao cũng là con gái, em cũng không thể nào chủ động mãi trong một cuộc tình được. Nếu như về sau này chỉ còn là một mình em chủ động thì em nghĩ là nó đi tới hồi kết rồi. Bây giờ đứng lên nắm tay bạn gái nói đi, chủ động thử nào. Cổ phải chứng minh cho cổ thấy là mình không phải là cái người mà thụ động. Lên nào đó. Nắm hai tay luôn. Đó, nhìn bạn gái, nhìn thẳng vô bạn gái. Mạnh mẽ lên nào, chủ động lên nào. Tấn công, quyết chí quyết thắng. Nếu mà tìm hiểu nhau mà thấy kiểu hợp nhau thì mình sẽ tiến tới. Tính của anh thì nói chung là nhát gái. Không chung nhát là cái gì, nhạt. Chỉ có nhát gái thôi. Nhưng mà về cách thể hiện trong hành động mà công việc này nọ thì anh hành động tốt. Em là một cô gái xinh đẹp, hiền dịu. Nói chuyện nhẹ nhàng, chúng ta tìm hiểu nhau, anh sẽ luôn quan tâm, chăm sóc, chu đáo, kỹ càng cho em. Em tin tưởng anh vì nếu mà anh yêu ai thì chỉ yêu một mình, không có kiểu mà nhắn tin nhiều người. Vậy là chỉ có một người trong lòng thôi, không bao giờ so sánh cô gái của mình với bất kỳ ai. Anh sẽ chủ động trong tất cả mọi việc, dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Dạ, em sẽ là hậu phương vững chắc cho anh nếu như mình có duyên về sau. À, hay quá, hay quá. Rồi, ok. Sẵn sàng. Sẵn sàng nha, bây giờ nghe đếm nghe. Chúng ta phải làm theo sự mách bảo của con tim. Con tim của mình sao là mình cứ làm như vậy đi. Ừ. Rồi, nào, 1. Không thích không cần bấm. 2. 3. Trời ơi, bấm mà bấm cùng nhịp luôn, tôi nói cho ông biết. Cách cách. Ok con. Mặt xanh lét hết rồi. Con chọn lựa như vậy là sáng suốt. Trời, mặt còn chút máu. Xanh chết. Làm sợ với Vũ. Nắm tay cái coi. Nắm tay nè, bây giờ là Vũ mạnh mẽ lên nè con. Hít hơi thật sâu vô nào. Ừ. Cháu chào hai bác. Con tìm hiểu Thảo thì cháu thấy hai người đó hợp tính nhau. Cháu mong hai bác cho hai cháu được tìm hiểu nhau và quen biết nhau đến tới hôn nhân, dài lâu đến tới hôn nhân. Con xin bác cho con hôn Thảo một cái nghe mẹ. Đúng rồi. Hôn cái rồi. Hả? Đó. Xin hai cái đi. Đó. Cái ly của anh là lúc nào cũng cầm theo nghe không? Dạ. Uống riêng nha, đó để nhớ tới anh nha. Dạ, Vũ bây giờ chủ động nào? Chủ động đi Vũ, mạnh mẽ lên Vũ. Anh xin cái nữa. Ừ, đó. Thương gì đâu, cưng quá rồi nè. Mẹ nên chủ động, xin là phải làm liền, xin là phải làm liền. Đó, trời ơi. Không nghe lỗ tai nhộn chết luôn hả? Các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù có cách xa thế cũng như đang ngồi gần đó. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc. Nắm tay đi, nắm tay đi, nắm tay xuống chào đi.